Dạo gần đây, trà sữa Tiger Sugar rất hot trên cộng đồng ăn uống đúng không nào? Hôm nay, bác Hoa Sành sẽ hướng dẫn các bạn làm món trà sữa này nhé. Để làm món trà sữa trân châu đường hổ này, chúng ta cần có những nguyên liệu sau: 140g bột năng, 20g bột gạo, 20g siro đường, 200g đường đen, 200ml trà bí đao, 5g bột cacao, 5g bột cà phê và vài hộp sữa TH True Milk. Nguyên liệu đầy đủ rồi, cùng bắt tay làm thôi. Các bạn cho bột năng, bột gạo và bột cacao cà phê vào trộn đều. Sau khi trộn xong, các bạn cho 200ml trà bí đao vào nồi và đun sôi. Với công thức của mình, chúng ta dùng trà bí đao, bột cacao và bột cà phê, viên trân châu của chúng ta sẽ rất là thơm đó. Tiếp theo, các bạn cho 20g siro đường vào. Bây giờ tụi mình cùng đợi nước sôi nhé. Hỗn hợp bí đao và đường đã sôi rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho hỗn hợp này vào bột đã trộn sẵn nha. Bây giờ chúng ta cùng trộn bột thôi. Các bạn trộn đến khi nào bột dẻo mịn là được. Cho một ít bột năng khô lên tấm nhào. Chúng ta sẽ nhào khối bột đã trộn đến khi nào bột mịn, thật mịn và dai thật dai thì thôi. Các bạn thấy đó, nếu làm theo công thức của mình, bột của chúng ta sẽ kéo thành sợi được như thế này. Trân châu của chúng ta sẽ dai hơn đó. Để làm thành viên trân châu, chúng ta sẽ chia khối bột thành 4 phần bằng nhau. Sau đó chúng ta lấy một khối ra và lăn đều để bắt đầu mình sắc bột. Để viên trân châu đều á, các bạn thì sắc thành từng viên nhỏ như vậy thì viên trân châu sẽ đều hơn, sau đó các bạn sẽ vo viên từng viên một. Bây giờ chúng ta đã được một mẻ trân châu rồi. Cho trân châu vào tô khô. Các bạn cũng có thể bảo quản trân châu ở trong lọ nữa. Mình sẽ để trong một tháng đó. Các bạn chuẩn bị một nồi nước sôi để luộc trân châu nha. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ luộc trân châu thật kỹ trong vòng 10 phút. Bởi vì nếu mà trân châu không luộc chín kỹ thì trân châu sẽ dễ bị sượng khi các bạn cho vào đường đen đó. Sau 10 phút, các bạn vớt ngay trân châu bỏ vào tô đá để trân châu của chúng ta được dai hơn nhé. Vậy là trân châu của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị 200ml nước lọc. Cho nước lọc vào nồi và 200g đường đen. Chúng ta sẽ nấu sôi hỗn hợp này lên. Bây giờ chúng ta sẽ cho trân châu vào nồi đường đen. Các bạn nhớ là nấu trân châu thật kỹ để nước đường trở nên sệt lại thì chúng ta mới có thể làm thành ly đường đen đẹp được nha. Sau 20 phút, các bạn cho trân châu vào đường đen ra tô. Lấy một ít đường đen để lên thành ly để trang trí. Các bạn cho 2 muỗng trân châu đường đen vào ly nha. Sau đó cho đá vào. Cuối cùng, chúng mình sẽ cho sữa tươi vào ly. Mình dùng sữa tươi TH True Milk này, hương vị rất là thơm. Thế là mình đã hoàn thành ly trân châu đường hổ ngon tuyệt rồi các bạn à. Nhẹ nhàng khuấy tan ly trân châu đường hổ. Đường đen hòa quyện với sữa tươi cùng với những viên trân châu dai dai sẽ giúp các bạn có một thức uống thanh ngọt, béo béo nhưng vẫn không hề ngán đâu nha. Chúc các bạn thật thành công với món ăn ngon tuyệt này. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hoa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé.